Trời ơi, tôi kể các bà nghe nha. Qua được hội bạn rủ sang nhà chơi. Tầm này thì làm gì có ai chịu ra đường. Nắng nóng bụi bặm gì đâu á. Nhất là ô nhiễm không khí nữa chứ. Nhưng nó bảo có cái này hay lắm. Sang đây sướng luôn, làm mình cũng ham hố chạy sang ngay và lập tức. Thật là cái tính tò mò muôn đời vất vả, nhưng đổi lại thật sự là quá bất ngờ đi nha. Đây này, cái máy lọc không khí này nè các má ơi, cứ phải gọi là phê chữ E kéo dài luôn. Được thiết kế tại California, không sử dụng UV ion tạo ra khí ozone ô nhiễm môi trường, với chế độ ngủ tiết kiệm năng lượng, màng lọc 3 giai đoạn, đạt chứng nhận quốc tế CE, RoHS và ERP. Còn bạn tôi được người ta giới thiệu vào web fitdi.vn để mua, nên nó mua cho tôi luôn, vì web có chương trình mua chung được giá ưu đãi. Trên web này gì cái gì cũng có, giá đã rẻ lại còn được free ship luôn. Các bạn hãy đăng nhập web fitdi nha.